nào mà vẫn còn đang đau đầu vì trăng da mãi không sáng thì lấy giấy bút ra, ghi lại ngay nha. Điều đầu tiên trong chương trình dưỡng da đó chính là làm sạch. Ngoài việc thiết kế một routine skincare phù hợp với da, bạn cần quan tâm đến các bước làm sạch như tẩy trang, sữa rửa mặt hay tẩy tế bào chết da định kỳ. Điều này tuy đơn giản nhưng chúng góp phần giúp bề mặt da được sạch sâu, thông thoáng. Từ đó da dễ hấp thu dưỡng chất ở các bước sau, giúp da mịn màng hơn, sáng đều màu. Thứ hai, việc chăm sóc da từ bên trong cũng quan trọng không kém. Uống đủ nước và ăn nhiều trái cây, rau củ giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi cũng giúp da bạn trắng sáng và khỏe mạnh hơn đấy. Bật mí cho các bạn một phương pháp đơn giản, tiện lợi hơn rất nhiều. Đó chính là sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe DHC, vitamin C. Với hàm lượng là 1000mg vitamin C trong 2 viên uống, kết hợp với vitamin B2 sẽ giúp chống oxy hóa, làm sáng da và mờ thâm mụn. Tiện lợi hơn là sản phẩm được thiết kế dạng viên con nhộng, khá là dễ uống. Bạn nên uống sau bữa sáng hoặc bữa trưa cùng với nước lọc hay nước ấm để viên uống được hấp thụ và hòa tan tốt nhất. Hy vọng với những tips dưỡng da đơn giản này, làn da của bạn sẽ được cải thiện hơn. Đừng quên follow DHC để cùng học thêm các mẹo dưỡng da khác nữa nhé. Cùng DHC, sống khỏe đẹp nào. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.